Thưa quý vị và các bạn, liên tiếp các vụ cháy quán karaoke trong thời gian vừa qua trên cả nước đã gióng lên hồi chuông cảnh báo trong công tác phòng ngừa ứng phó với các sự cố hỏa hoạn để đảm bảo an toàn tài sản tính mạng của nhà nước và nhân dân. Vậy tại tỉnh Ninh Bình, công tác phòng cháy chữa cháy nhất là tại các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường đã được thực hiện như thế nào? Nội dung này sẽ được Đại tá Đặng Văn Linh, trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh trao đổi làm rõ hơn trong mục dân hỏi cơ quan chức năng trả lời ngày hôm nay. Vâng ạ, trước hết thì xin cảm ơn ông đã tham gia với chương trình. Câu hỏi đầu tiên xin được chuyển tới ông có nội dung như sau ạ. Hai vụ cháy quán karaoke liên tiếp ở Hà Nội và Bình Dương thời gian gần đây đã khiến không ít người lo lắng và muốn biết về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke và vũ trường như thế nào. Hiện nay trên địa bàn Ninh Bình thì chúng ta có tất cả là 235 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke và một vũ trường. Qua công tác điều tra cơ bản, công tác kiểm tra của cái lực lượng công an ấy, thì chúng tôi đều thấy là cái giấy phép xây dựng cấp thì đều là cấp cho nhà, nhưng mà các cái chủ hộ thì người ta cải tạo thành các cái quán karaoke. Thì có những cái quán karaoke thì là theo cái dạng là quán độc lập toàn bộ cả cái nhà đó dùng làm quán karaoke. Đấy, cũng có những loại là vừa ở vừa kinh doanh một vài phòng karaoke. Đấy, trong các cái nhà cao tầng thì ở Ninh Bình chúng ta có hai quán, một là quán gồm có 5 phòng ở tầng 5 của khách sạn Vietsai và quán có 3 phòng ở khách sạn Tulip. Đấy, còn lại hầu hết là các cái quán là đều là ở các cái nhà mà từ nhà ở cải tạo thành các cái quán karaoke. Vâng ạ, vậy thì cái công tác quản lý, kiểm tra và xử lý các cái cơ sở vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của các cái ngành chức năng cũng như là các địa phương đã được thực hiện như thế nào thưa ông? Sau hai vụ cháy liên tiếp đấy có thiệt hại nghiêm trọng về người thì chúng tôi cũng đã tiến hành đấy, tổng kiểm tra rà soát toàn bộ các cái cơ sở karaoke. Đấy thì cái đợt này thì làm với cái quy mô rộng hơn. Đấy và cái nội dung kiểm tra đấy thì theo hướng dẫn của cục C07 và theo cái yêu cầu thực tế của địa phương thì giám đốc quan tỉnh yêu cầu là tất cả các cái cơ sở karaoke thứ nhất là phải được kiểm tra. Cái thứ hai là căn cứ vào cái thông tư mới nhất là cái thông tư 147 của Bộ Công an quy định về cái điều kiện an toàn phòng cháy cháy đối với các cơ sở kinh doanh karaoke. Đấy nếu như cơ sở nào vi phạm đấy là cương quyết xử lý. Đấy không có trừ bất cứ một cơ sở nào. Vâng ạ, rõ ràng thì là cái công tác phòng ngừa đóng vai trò hết sức quan trọng. Vậy khi không may xảy ra hỏa hoạn thì người dân cần phải làm gì để thoát ra khỏi đám cháy thưa ông? Khi chúng ta vào hát karaoke ở các quán karaoke thì tạo thành cái thói quen đi. Đấy là quan sát xem là chúng ta ở tầng thứ mấy, cái nhà này nó có bao nhiêu tầng. Đấy và các cái biển chỉ dẫn thoát nạn và các lối thoát nạn. Đấy chúng ta cố gắng ghi nhớ được để càng nhiều càng tốt. Đấy thứ hai là khi chúng ta vào trong phòng hát thì nó có thể xảy ra cháy ở tại phòng chúng ta đang hát. Đấy tại phòng chúng ta đang hát thì đơn giản. Đấy ta biết ta chạy ra đóng cửa lại là xong vì tất cả các phòng khác nó đều chưa bị gì. Đấy thì xử lý nó dễ. Đấy nhưng mà có thể nó xảy ra ở các cái phòng mà không phải ở phòng chúng ta đang hát mà cũng có thể là không phải là ở tầng chúng ta đang hát. Đấy thế mà khi được báo thì nó có hai tình huống xảy ra. Cái tình huống thứ nhất là phòng chưa bị nhiễm khói, tức là nó cháy ở tầng trên mà khói nó chưa xuống, nhiệt độ chưa tác động đến cái phòng mình đang ngồi. Đấy thì mình nhanh chóng mở cửa và thoát ra theo các đường lối thoát nạn. Còn trường hợp thứ hai là phòng của chúng ta bị nhiễm khói và tầng của chúng ta bị nhiễm khói. Thế thì cái việc đầu tiên là phải thật bình tĩnh. Đấy xem là có khăn ướt không. Đấy, nếu khăn ướt thì chúng ta nhúng ướt đi, bịt miệng để tránh cái khói khí độc chui vào mồm. Thứ hai nữa là cần thiết thì chúng ta có thể là dùng áo. Đấy dùng áo để nhúng ướt đi. Đấy là kéo lên bịt miệng. Đấy và cúi thấp người, di chuyển sát tường. Đấy theo lối cửa ra các cái lối hành lang. Đấy để ra đến cầu thang và thoát ra ngoài. Trong trường hợp là cầu thang mà bị kín, đấy không thể xuống được thì chúng ta có thể ra ban công. Đấy hoặc là ở đây nó có hai cái trường hợp xảy ra đối với trường hợp leo lên tầng thượng hoặc là nhà có tầng thượng hoặc không có tầng thượng. Nếu có tầng thượng thì cái tầng thượng nó phải có lối lên. Chứ còn nếu như chúng ta cứ bảo là chạy lên tầng thượng mà tầng thượng là không có lối lên hoặc là cái lối lên có cửa bị khóa không mở được thì càng chạy lên trên thì càng nguy hiểm hơn. Thế còn nếu có lối lên thì chúng ta lên chúng ta trên tầng thượng sau đó là tín hiệu cho lực lượng bên dưới người ta cứu thôi. Đấy có thể trèo ra ban công, trèo ra hành lang, thế và trèo sang cái nhà bên cạnh. Đấy để cho thoát khỏi cái vùng nguy hiểm ảnh hưởng của khói khí độc cũng như là nhiệt độ cao. Đấy để cho các lực lượng chức năng hoặc là người dân xung quanh đấy người ta tổ chức cứu nạn cứu hộ. Có một điểm mà đặc biệt lưu ý với các bạn là
khi xảy ra cháy là tuyệt đối không được vào nhà vệ sinh đóng cửa. Bởi vì vào nhà vệ sinh đóng cửa thì ngay bước đầu thì các bạn cảm thấy là an toàn, bởi vì là khói nó không vào được. Nhiệt độ trong đấy thì các bạn vặn nước ra thì cảm tưởng như là nó mát hơn. Nhưng mà sau 5-10 phút thì cái lượng oxy sẽ bị cháy hết. Đấy, lượng oxy cháy hết thì các bạn sẽ bị ngạt. Đấy, và nếu mà 10-15 phút sau thì cái nhiệt độ nó sẽ rất cao. Đấy, và các bạn có thể dẫn đến tử vong. Vâng ạ, một lần nữa thì xin cảm ơn ông đã tham gia với chương trình và trao đổi giải đáp được nhiều cái vấn đề mà người dân quan tâm liên quan đến công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cái cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke và vũ trường trên địa bàn tỉnh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, và tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý khác của chương trình thời sự.